Hôm nay mày có mồi bán, anh em mới đào được con rép ngon lắm, mồi khoái khảo của mày đây. Hôm trước mày ăn lần hai con mà đây. Ủa đã mất rồi, chết cha rồi. À đây 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 đó, đớp đi. Sao vậy? Ủa mấy bữa mày đớp trên tay luôn mà sao hôm nay trả trứng hả? Không ăn hả? Không ăn tao gấp ra cho cá lát ăn á. Bữa nay nó kỳ vậy ta, chứ mấy bữa nó thích cái con này lắm mà.